Ui, ui, con này là con kinh công mà. Má ơi, nó cầm chiếc thuyền tôi lên rồi. Hèn gì, thấy sao tự nhiên hết nước, ai dè, đâu có còn ở dưới nước nữa đâu. Ồ, chết cha rồi, tôi chào lộn rồi, thằng Mát nó chào sao ta. Ok, what's up, xin chào mọi người. Mình là Núp đây và chào mừng mọi người đến với channel của thằng Mát Mập. Lý do tại sao ngày hôm nay tụi mình lại có mặt ở đây hả? À, thì ra là hôm nay Mát nó đi chơi với bồ rồi. Không có ai quay clip hết nên hôm nay Núp tôi sẽ quay clip cho mọi người coi. Yay! Thì chào mừng mọi người trở lại với channel của Mát. Và nếu mọi người thích cái Minecraft này thì mọi người hãy nhớ ấn like, share, subscribe cho thằng Mát nha. Và tốt hơn nữa thì mọi người hãy nhấn luôn cái chuông ở bên cạnh nút subscribe để có thêm nhiều thông tin từ channel này. Tại vì sắp tới tôi sẽ chơi ở cái channel này nhiều lắm. Tại vì thằng Mát nó lười, không có chịu đăng video. Ok thì mọi người hãy nhớ lấn like để chơi, để có thể gặp được mặt rất nhiều hơn nha. Thì tại vì tập trước mình đọc ở trong cái video mà có một cái kiểu cái gì đó, cái gì mà nó đập lớp vlog ở trên người của con gripper nữ á. Thì có một bạn kêu là anh Mát ơi, dù là kêu là anh Mát nhưng mà mình làm giùm nó luôn. Thì nó kêu là anh Mát ơi, anh Mát hãy đập Lucky Lock trên người con kinh công đi. Thì đó là lý do ngày hôm nay mình có mặt ở đây. Mình sẽ đi tìm con kinh công cùng với mọi người và đập cái mặt nó, không, đập cái Lucky Lock ở trên cái người đó. Thì ok, ngày hôm nay tụi mình sẽ đi và ok, thì hiện tại bây giờ mình đang đi vòng vòng để mình kiếm con kinh công. Mình đã lái chiếc thuyền này đi rất là xa rồi nhưng mà vẫn chưa thấy con kinh công đâu. Nghe nói nó ở đâu gần đây nè mà chưa thấy. Ủa sao kì vậy? Ủa xin nước vô thuyền rồi, chết cha lũ thuyền rồi. Quên ngày hôm qua mình dán cái thuyền bằng hồ dán giấy. Trời ơi, thằng chi nó lũ rồi. Chết cha lũ thuyền rồi. Tiếng gì vậy? Tiếng gì ghê à? Ôi trời ơi, thuyền đi đụng đúng cái gì mà nó lắc dữ vậy trời. Ủa nước đi đâu hết rồi? Trời ơi, thuyền lắc hồi hết nước luôn, công nhận ghê thiệt chứ. Trời ơi, cái kiểu này là kiểu thuyền xịn nè, mình mua nè. Trời ơi, kiểu nó có chế độ tự động xả nước ra. Ôi, nó hút nước vô mấy cái xô này hết rồi. Chiều nay có nước uống xả hơi luôn. Hay dữ. Trời xanh dữ. Ủa mà nước đâu rồi ta? Cái gì vậy? Ủa con mắc cái gì ghê vậy? Để mình coi lại coi. Cái gì vậy? Ủa tiếng. Ui. Con này là con kinh công mà. Má ơi, nó cầm chiếc thuyền tôi lên rồi. Hèn gì, thấy sao tự nhiên hết nước, ai dè, đâu có còn ở dưới nước nữa đâu. Ôi nó bự kìa. Ôi ôi, kiếm công nhận kiếm một thời gian mới ra nha. Ôi, để coi có cái gì dưới kia vậy. Thu găng. À, tôi hiểu rồi. Con kinh công này nó bị đau găng. Hèn gì mà nó cầm tôi lên. Ê kinh công, mày bị đau găng đúng không? Vậy mày có cần tao lấy mấy con sâu găng ở giùm mày không? Vậy là bây giờ mình phải qua bên đó mình lấy sâu găng ra cho nó thôi. Nhưng mà bây giờ mình qua nó đường nào bây giờ? Bây giờ rớt xuống giường này là chết chắc luôn á, ở dưới này sâu lắm, không có qua được đâu. Bây giờ mình đúng rồi, mình còn cái thử thách đập Lucky Lock trên người đó nữa, mình quên mất. Trời Núp đúng là Núp. Thì ok, bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách đập Lucky Lock trên người con kinh công cho mọi người coi. Thì sẵn mình làm clip luôn, sẵn mình qua bển kiểu nhổ sâu găng cho nó luôn. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu với thử thách đập Lucky Lock trên người con kinh công. Bắt đầu thôi.
Dạ, yeah, ok. Thì bây giờ mình sẽ đặt Lucky Lock ở trên này. Đây rồi. Cái này là cái bàn tay của nó đó mọi người. Trời ơi, cái bàn tay của nó bự dã man luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ đặt trên này. Ok. Đặt cái đầu tiên nè. Cái gì đây? Unlucky Poison. Ghê không? Từ từ mình dùng cái này quanh kia coi. Tôi chơi ngu quá đi. Trời ơi. Ôi dùng cái bẹp chết ngắt luôn. Ôi thôi không chơi mấy cái cục nữa đâu. Cái gì đây? Áo giáp xịn. Cái áo giáp này là cộng được mát cộng 15 máu. Mát rồi cái gì nữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ đặt thêm cái này. Chị cúp không sao. Ăn đi. Hết hồn. Con quỷ gắt làm hết hồn. Cái gì đây? Thêm cao giáp nè. Anh khỏi cần. Cái quần. Cái này đôi dài. Mình đôi dài chạy nhanh hơn nè. Cây cúp. Ok, tiếp tục nào. Đừng có nổ nha. Một đống TNT à. Thôi không chơi cái trò này đâu. Tôi ghét TNT lắm. What? No. Mình không thích chơi cái trò này cho lắm. Ôi hên là có máu dư đó nha. Không là lên đường rồi. Đường nào đi tiếp bây giờ ta? Ok, quanh gì đây đập tiếp nè. Đập Lucky Lock thôi mà. Có gì đâu phải sợ. Ok. Ôi ơi, nó nổ banh chành khu vực này luôn. Ok. Ok kiếm. Cái gì đây? Găm đâm TNT SWAT. Cái này lứt trừ tới trời, cái này đồ gớm rồi. Cái này đồ cười bắp rồi. Thôi cái cây đó xui lắm. Anh lứt chơi. Biến mày. Mày biến ra trong khác chơi. Không chơi với mày. Cái này không có gì hết hả? Đi ra chỗ khác chơi với nó. Không chơi cái cục ở đâu. Quánh dạ. Ôi. Núp vô. Cái mình bị mất hết đồ rồi. Nó ra ngoài. Số tôi sao á, gặp toàn đồ xui không à. Lock kinh công. Cái kiếm tiên tiên. Cái này không biết hên hay xui đây. Cái gì đây? Bệnh viện à? Cái này là cái bệnh viện đúng không? Theo tôi nghiên cứu khoa học là cái này gọi là cái bệnh viện nè. Để tôi đập cái này coi. Còn gì nữa không? Ở trong này tới 4 cục lượng mình thôi không đâu. Xui gì mà xui dữ vậy trời ơi. Vì công cuộc nhổ răng cho bé kinh công khổng lồ. Mình phải... Lucky Lock giá trời nó hên. Nhưng mà nó ra toàn bông hoa lá hẹ đâu không à. Cái này là... Unlucky á. Ok, mình bấm lộn, mình cộng Lucky vô nè. Chết cha, tôi hết thấy luôn rồi, tôi... Nhìn tôi nè. Bà con nhìn tôi nè. Ok, thấy đường đi rồi. Còn một đống quái vật đằng kia luôn. Sao đây đây? Hên quá.
nhìn qua. Tao có kiếm chuyện với mày. Ừ. Ây da, rồi ok. Cái gì vậy? Ô, cây cung. Cây cung xịn nè. Rồi, không có mũi tên, không xài được. Ừ. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên đó. Mình có được cái nhảy cao sướng dễ sợ. Cái gì đây? Thôi mặc đồ vô cho người ta biết mình không có ở chuồng. Rồi. Ôi, ra mình không đóng TNT nữa, mình không thích cái TNT gì xíu nè. Ồ, con này không được chọc đó, con này không được chọc đó. Nó không làm gì mình thì thôi. Nó không chọc gì mình thì thôi, mình không được đụng đến nó. Ok. Oh shit no! Ôi mày xui quá, mày ra chỗ khác chơi đi. Ok, quần màu đỏ. Quần đỏ chứng tỏ BD. Đây! Thằng núp BD. Ok, quần màu trắng hả? Ô, cái quần này xịn nè. Rồi chừng cái giày của bắp rồi. Ô, kiếm xịn nữa nè. Mà kiếm này có rồi. À đây rồi. Đường đi tiếp đây. Mang gà này nguy hiểm nha mọi người. Coi chừng nó nổ banh xác á. Trời ơi. Ủa cái gì nữa đây? Ô, TNT sword hả? Dạ khác chết dạ. Ô, giờ là mỗi lần mình chặt một con gì đó là nó sẽ nổ cái TNT ra. Ok, mình chặt heo. Heo chết bả luôn rồi. Ok, mình sẽ đập tiếp. Cũng đi đi được kìa. Ghê mày. No. Có khi nào bơm hạt nhân không? No. Đi xa mày chỗ này à. Mình không muốn đụng vào mấy cái chỗ này, nó nổ một cái là giỡn chơi hoài. À, xin lỗi cậu, tao không cố ý đâu. Ok. Cái gì vậy? Cái gì nổ từ lưa vậy? Nó nổ lại cái bụng con kinh công luôn rồi. Ôi nổ ghê vậy trời. Ôi nãy mém chút banh xác thôi. Ok, TNT thường nó chưa có nổ. À, Lucky Village chờ mày, trong này mày có cái gì? Cục thang đổi TNT, mày nghĩ tao cần TNT của mày à? Ha. Ok, bây giờ mình sẽ tìm đường đi. Mình không biết đường đi luôn rồi. Mệt quá. Giờ đi ra đây tìm đường đi tiếp nè. Đừng có rớt xuống cái lỗ là vui rồi. Có đường nào để đi không? Ô, đường đi đây rồi. Đường đi đây rồi. Là, đây rồi. Ây da. Nhảy lên đây. Nhảy qua đây. Rồi, đập. Nữa hả? Đừng ra, đừng nổ nữa nha. Có nổ không? À, không có nổ. Mình sợ nó nổ lắm luôn á. Đây rồi. Cục đó nè. Ok, kiếm gãy, không chơi luôn. À, tụi bay có cách nào cho ta cây khác được không? Mấy cây này tôi có rồi đó rồi. Mũ kim cương. Thế cái mũ này ra liền. À, nhìn thông minh ra hẳn. Ok, cái này rồi bình thường rồi. Kiếm xịn nè. Yes. Nhìn lớp ngầu quá đi.
ba đồ cừu bắp nữa rồi. Ok rồi. U u chu. Ừ, súng xịn. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ bây giờ mình đi xuống con chỗ con khỉ để mình có thể diệt hết sâu bọ ra người đó. Ừ. Chu 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 chu. Mình đang được dư máu. Ồ, ok, xuống đây. Ồ, chu. Ồ, ở cái này không có đạn. Ở cái này không có đạn mà con ơi. Ai da. Ai da, đừng đánh tao mà. Mày mày tụi mày. Sâu sâu gần đây nè, sâu gần. Thôi ơi. Yes. King Kong ơi. King Kong ơi, mừng quá King Kong ơi. Ok, cây xuống này bị hơi rồi. Ok, ok, mình đã chữa được sâu găng cho con King Kong rồi. Thì bây giờ mình cũng đã đập hết được Lucky Lock ở trên người nó rồi. Thì mình đã hoàn thành xong thử thách của mọi người giao cho rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thích video này hãy nhớ like và subscribe cho channel của thằng Mát nha. Rồi bữa nay nó đi chơi rồi nhưng mà ngày mai nó sẽ làm lại video cho mọi người xem. Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào những video lần sau. Mọi người nhớ nha, nhớ like cho Mát nha. Ok, thì bây giờ núp. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những video lần sau. À, cái chào quên cái vụ này để thằng Mát nó dặn rồi. Mọi người hãy nhớ like nếu video này trên 10.000 like và trên 100 chia sẻ thì mình sẽ làm mình sẽ làm tập tiếp theo cho mọi người coi. Nếu mọi người muốn thấy núp thì mọi người có thể comment dưới là em muốn núp làm video tiếp. Rồi nếu mà mọi người muốn kiểu làm thử thách tiếp theo thì mọi người cũng có thể comment dưới là anh Mát ơi hoặc là anh núp ơi, hai người có thể nào làm một cái thử thách gì đó khác nhau nữa không? Ok, thì mình sẽ làm tiếp cho mọi người coi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Núp đi đây. À, nên nhớ nói với thằng Mát giùm tôi luôn, nhớ comment ở dưới nói cho thằng Mát giùm tôi luôn là lần sau nhớ là làm Lucky Lock đẹp đẹp lên chút nha, để cho con tôi còn chơi nữa. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những video lần sau. Mình bye bye, mình đi đây. À, King Kong ơi, cậu dễ thương lắm, cảm ơn cậu nhiều nha. Cảm ơn cậu tới diệt hết mấy con sâu răng rồi, cậu được có la đào rồi nha. Ok, tụi mình đi đây, anh núp đi đây. Ok. Ok. Yeah.